Chào mừng tất cả các em đến với chương trình học online của trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề thi tham khảo số 5. Đề này do các thầy cô nhóm hóa trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ biên soạn dựa theo đề tham khảo của Bộ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng? Đáp án A: đồng. Đáp án B: magie. Đáp án C: sắt. Đáp án D: nhôm. Các em chọn đáp án nào? Đáp án câu này là đáp án A: đồng. Ngoài ra thầy hỏi thêm các em câu này: với đáp án A là đồng, chúng ta có thể thay bằng kim loại nào? Đó là chúng ta có thể thay bằng kim loại bạc, vàng, vân, tức là các kim loại đứng sau hydro trong dây điện hóa. Với câu này thầy hỏi thêm các em, nó nằm ở kiến thức bài nào, chương nào? Các em nhớ lại theo. Thì câu này là nằm ở bài 18, chương 5, chương đại cương về kim loại. Bây giờ chúng ta qua câu thứ 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiếm thố? Đáp án A: đồng. Đáp án B: natri. Đáp án C: magie. Đáp án D: nhôm. Như vậy để trả lời câu hỏi này thì các em hãy nắm vững các kim loại kiếm thố, đó là gồm những kim loại nào? Đó là beri, magie, canxi, sitronti và bari. Đấy. Và câu này cũng có thể thay bằng kim loại kiếm thố bằng kim loại kiềm. Thì các em cần nhớ thêm kim loại kiềm gồm những kim loại nào. Như vậy đáp án bài này là đáp án C. Chúng ta qua câu 43. Khí gây nên mùi khai sốc trong nhà vệ sinh, khí là A: carbon hai oxit, B: hydro, C: ammoniac, D: nitơ. Rồi câu này là câu liên quan đến kiến thức hóa học với môi trường, và tức là câu liên quan đến kiến thức thực tiễn. Các em chọn đáp án nào? Câu này đáp án là C: ammoniac. Chúng ta qua câu 44. Este, CH3, CH2, COO, CH3, methylpropionate có mùi, có mùi gì? A: dứa. B: chuối chín. C: hoa nhài. D: hoa hồng. Các em chọn đáp án nào? Đáp án câu này là đáp án A: mùi dứa. Methylpropionate có mùi dứa. Như vậy với câu này, kiến thức người ta hỏi ở bài nào? Đó chính là bài đầu tiên của lớp 12, đó là bài 1, bài este. Người ta hỏi về vấn đề gì? Đó chính là kiến thức vật lý, cụ thể ở đây là mùi của este. Chúng ta qua câu 45. Kim loại sắt không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A: bạc nitrat. B: axit chloric. C: đồng phương pháp. D: axit nitric trạng nguội. Các em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này đó là đáp án D: axit nitric đặc nguội. Như vậy với đáp án D: axit nitric đặc nguội thì người ta có thể thay axit nitric đặc nguội bằng chất nào? Các em biết không? Thì có thể thay axit nitric đặc nguội bằng axit sulfuric đặc nguội. Chúng ta qua câu 46. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quy tím? A: methanol. B: glycerol. C: axit acetic. D: ethyl amin. Các em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này đó là đáp án D:
etinamin. Etinamin nó là hợp chất amin mạch hớ, amin béo, dung dịch. Chất này có môi trường bazơ cho nên làm quỳ tím và xanh. Bài này các em biết kiến thức ra ở bài nào trong sách giáo khoa lớp 12 không? Thì đó chính là bài amin. Chúng ta qua câu 47. Chất nào sau đây có tính chất lượng tính? A. Natri nitrat. B. Magie chlorua. C. Nhôm oxit. D. Natri hydroxit. Các em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này là đáp án C, nhôm oxit Al2O3. Thì bây giờ thầy hỏi thêm các em, với đáp án C là nhôm oxit thì có thể thay bằng chất nào? Thì ta có thể thay nhôm oxit bằng nhôm hydroxit hoặc là muối hydrocarbonat như natri hydrocarbonat, kali hydrocarbonat, kem oxit, kem hydroxit, thiếc hydroxit, vân vân. Vậy chúng ta qua câu 48. Sắt có số xóa cộng 3 trong hợp chất nào sau đây? Đáp án A, sắt 2 hydroxit. Đáp án B, sắt 3 nitrat. Đáp án C, sắt 2 sulfat. Đáp án D, sắt 2 oxit. Thì các em lưu ý là đối với kim loại, số ô xóa của kim loại trong hợp chất là bằng hóa trị của kim loại đó trong hợp chất. Giờ với đáp án A, sắt có hóa trị 2 cho nên số xóa cộng 2. Đáp án B, sắt có hóa trị 3 cho nên số xóa của sắt trong hợp này là cộng 3. Như vậy đáp án ta chọn là đáp án B. Đáp án C, sắt có hóa trị 2. Đáp án D, sắt có hóa trị 2 cho nên số xóa là cộng 2. Câu 49. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? A. Vinyl chlorua. B. Ethylene glycol. C. Ethinamin. D. Acid acetic. Các em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này đó là đáp án A. Vinyl chlorua. Bây giờ thầy hỏi thêm em câu này. Rồi một chất như thế nào thì nó có phản ứng trùng hợp? Câu trả lời đó là cái monomer, là chất mà có phản ứng trùng hợp đó là chất có liên kết bội hoặc là vòng kém bền. Câu này cũng có thể thay bằng câu hỏi tương ứng, ví dụ người hỏi là chất nào hay là monomer nào sau đây có phản ứng trùng ngưng, thì các em xem lại điều kiện để monomer tham gia phản ứng trùng ngưng. Về bài này với câu hỏi này thì các em còn nhớ kiến thức ở bài nào lớp 12 không? Câu này là liên quan đến là kiến thức bài polymer, đại cương về polymer. Em đọc là sẽ qua câu đó. Câu 50. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm? Đáp án A, nhôm chờ sắt 3 oxit tác dụng nhôm tạo ra sắt và nhôm oxit. Đáp án B, nhôm tác dụng NaOH nước tạo ra NaAlO2 và khí hydro. Đáp án C, nhôm tác dụng axit sulfuric tạo ra nhôm sulfat và khí hydro. Đáp án D, nhôm cộng đồng sulfat tạo ra nhôm sulfat và đồng. Các em chọn đáp án nào? Đáp án câu này đó là đáp án A. Với câu này bây giờ thầy hỏi thêm em, thế nào là phản ứng nhiệt nhôm? Thì phản ứng nhiệt nhôm đó là phản ứng giữa nhôm với oxit kim loại. Và để phản ứng xảy ra thì cần phản ứng ở nhiệt độ cao. Và các oxit kim loại ở đây đó là các oxit từ kem trở về sau. Vậy chúng ta qua câu 51. Số nguyên tử carbon trong phân tử axit glutamic là? Đáp án A 5, đáp án B 10, đáp án C 6, đáp án D 12. Các em chọn đáp án nào?
Thì để trả lời được câu hỏi này thì các em cần nắm vững công thức cấu tạo của axit glutamic. Axit glutamic liên quan đến bài amino acid lớp 12. Đáp án của bài này đó là đáp án A, 5. Có thể người ta thay số, thay nguyên tử bon bằng nguyên tử hydro. Ví dụ như số nguyên tử hydro trong nguyên tử axit glutamic là bao nhiêu. Đấy. Thì để trả lời câu hỏi tương tự như vậy thì các em cần nắm vững công thức của các amino acid tiêu biểu trong sách khóa lớp 12 bài amino acid. Ta qua câu 52. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư? A. Kali, B. Nhôm, C. Sắt, D. Đồng. Các em chọn đáp án nào? Thì đáp án câu này đó là đáp án A. Và để trả lời câu này thì các em cần nắm vững các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, đó là các kim loại kiềm như là natri, liti, kali, rudiseri và một số kim loại kiềm thô ví dụ như là canxi, bari. Như vậy có thể thay kali bằng các kim loại thay vừa nêu. Câu 53. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời? Đáp án A, canxi carbonat. Đáp án B, magie chlorua. Đáp án C, canxi hydroxit. Đáp án D, sắt 2 hydroxit. Các em chọn đáp án A. Đáp án của câu này là đáp án C. Em nào có thể giải thích được vì sao canxi hydroxit lại làm mềm nước có tính cứng tạm thời? Câu trả lời của thầy đó là khi chúng ta cho canxi hydroxit vào nước có tính cứng tạm thời thì ion hydroxit OH trừ nó sẽ trung hòa ion hydro carbonat tạo ra CO3 2 trừ của nước. Sau đó CO3 2 trừ ion này nó sẽ kết hợp với ion canxi và ion magie có trong nước cứng tạo thành kết tủa, làm cho nồng độ của ion canxi và ion magie giảm xuống từ nước cứng chuyển thành nước mềm. Câu 54. Dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa sắt 3 hydroxit? Đáp án A, sắt 3 oxit. Đáp án B, sắt 2 oxit. Đáp án C, sắt 4 oxit. Đáp án D, sắt 3 sulfat phát. Các em chọn đáp án nào? Trong 4 đáp án thì 3 đáp án A, B, C đó là hợp chất ở đây là oxit, cụ thể là oxit kim loại, oxit bazơ. Natri oxit là bazơ cho nên không tác dụng được với oxit bazơ. Vậy đáp án câu này đó là đáp án D, natri oxit tác dụng với muối sắt 3 sulfat tạo ra sắt 3 hydroxit kết tủa. Câu 55. Chất nào sau đây là chất định lý mạnh? Đáp án A, hydrosulfur. Đáp án B, magie hydroxit. Đáp án C, axit azotic. Đáp án D, axit chlorhydric. Các em chọn đáp án nào? Như vậy để trả lời câu hỏi này thì các em phải biết chất như thế nào là chất định lý mạnh cũng như là chất định lý yếu. Và để trả lời câu hỏi này nếu các em quên thì các em hãy đọc bài số 1 chương 1 khóa lớp 11, đó là chương điện ly. Thì chất điện ly mạnh đó là những chất khi ta trong nước phân ly hoàn toàn ion, đó là các axit mạnh ví dụ như axit chlorhydric, axit fluoric, axit nitric, các bazơ mạnh và hầu hết các muối tan. Như vậy đáp án câu này đó là đáp án D, axit chlorhydric. Câu 56. Thị phần tricitrin có công thức C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5
trong dung dịch NaOH thu được glycerol và muối X. Công thức của X là đáp án A C17H35COONa, đáp án B CH3COONa, đáp án C C3H5COONa, đáp án D C17H3COONa. Các em chọn đáp án nào? Đáp án câu này đó là đáp án A. Chúng ta dễ thấy câu này. Và thay đổi thêm các em, câu này ra kiến thức ở bài nào? Đó chính là bài Lipid, bài số 2, chương 1, khóa 12. Chúng ta qua câu 57. Natri hirocaunat chế thuốc giảm đau dạ dày có công thức khoa học là đáp án A natri hyoxit, đáp án B natri carbonat, đáp án C natri carbonat, đáp án D natri sulfat. Em chọn đáp án nào? Đáp án câu này đó là đáp án D. Các em có biết vì sao không? Vì những người đau dạ dày, trong dịch dạ dày nó dư axit. Cho nên khi mà đau dạ dày, tức là trong dạ dày lúc này dư ion H cộng, do đó người ta uống natri hirocarbonat vào thì ion hirocarbonat nó sẽ trung hòa ion H cộng, làm giảm nồng độ ion H cộng, làm giảm độ axit, cho nên giảm đau. Câu 58. Chất nào sau đây có một lipid đôi trong phân tử? Đáp án A metan, đáp án B benzen, đáp án C acetylen, đáp án D ethylen. Câu này liên quan đến hydrocarbon ở khóa lớp 11. Và đáp án của câu này là đáp án gì? Em chọn đáp án nào? Đáp án câu này đó là đáp án D ethylen. Thế trong ethylen có liên kết đôi, nó có công thức là C24, công thức cấu tạo là CH2, những đôi CH2. Đáp án C acetylen thì có liên kết kết 3. Đáp án B benzen thì có vòng benzen. Metan thì trong phân tử thì có liên kết đơn. Là có câu 59. Chất X có công thức H2N CH2COOH, công thức cấu tạo của X là A glycin, B valine, C aniline, D lysine. Em chọn đáp án nào? Thầy đáp án của câu này đó là đáp án A. Bây giờ thầy hỏi thêm các em, câu này thì nằm kiến thức ở bài nào? Thì câu trả lời thì câu hỏi với câu hỏi này là người ta hỏi kiến thức liên quan đến bài amino acid. Chúng ta qua câu 60. Thành phần chính của vỏ các loại ốc hến sò là A đáp án A canxi nitrat, đáp án B canxi carbonat, đáp án C natri clorua, đáp án D natri carbonat. Em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này đó là đáp án B canxi carbonat. Ta qua câu 61. Cho em M gam bột kẽm tác dụng hoàn toàn với dung dịch đồng sulfat dư, thu được 7,68 gam kim loại đồng, giá trị của M là. Đáp án A 7,8, đáp án B 3,25, đáp án C 9,75, đáp án D 13. Thầy hướng dẫn các em dạy câu này. Khi cho các em vào đồng sulfat thì chúng ta thu được kim loại đồng và kẽm sulfat. Số mol đồng ta tính được là 0,2 mol, ta lấy 7,68 chia một lớn của nó là 64, thì số mol đồng và số mol kẽm ta thấy là bằng nhau. Từ đó chúng ta suy ra khối lượng kẽm
là 0,12 nhân với 65 thì được 7,8. Đây là chọn đáp án A. Ra qua câu 62. Hòa tan hoàn toàn 4,05 gam nhôm bằng dung dịch kali hydroxit dư, thu được V lít khí hydro ở điều kiện thuộc tuấn. Giá trị của V là. Đáp án A 5,04, đáp án B 5,60, đáp án C 4,48, đáp án D 3,36. Các em thử dạy câu này xem thử ra đáp án gì nha, rồi các em đối chiếu với bài dạy của thầy. Lời giải. Số mol nhôm cho tính được 0,15 mol. Khi cho nhôm vào dung dịch kali hydroxit thì có phản ứng nhôm tác dụng với KOH và nước tạo ra KAlO2 và hydro. Để cân bằng phương trình này thì hệ số hydro là 3/2, tức là 1,5. Từ số mol nhôm chúng ta suy được số mol hydro, và từ đó ta suy được V, ta lấy số mol hydro là 0,225 nhân với 2,4 được 5,04 lít. Ta chọn đáp án A. Câu này có thể thay dung dịch kali hydroxit bằng natri hydroxit hoặc là bari hydroxit vân vân. Và chúng ta để giải nhanh câu này, chúng ta cần nhớ tỷ lệ hai mol nhôm phản ứng tạo ra 3 mol khí hydro, và từ đó chúng ta suy ra đáp án cần tìm. Câu 63. Cho một ít natri acid khan với hỗn hợp vôi đôi sút vào ống nghiệm, lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp, khí hydrocarbon sinh ra trong ống nghiệm tên là. Đáp án A ethylene, đáp án B acetylene, đáp án C propylene, đáp án D methane. Các em biết câu này liên quan đến kiến thức ở bài nào không? Đó là liên quan đến kiến thức khóa lớp 11, điều chế hydrocarbon. Lời giải. Khi cho natri acetate CH3CONa vào NaOH xúc tác là vôi tô sút đun nóng thì chúng ta thu được khí methane. Như vậy đáp án câu này là đáp án D. Chúng ta qua câu 64. Phát biểu nào sau đây sai? A. Dung dịch metinamin làm vị tím hóa xanh. Đáp án B. Metinamin là chất tan nhiều trong nước. Đáp án C. Protein đơn giản chứa các gốc alpha amino acid. Đáp án D. Phân tử gliala và có 3 nguyên tử oxy. Em chọn đáp án A. Với đáp án A thì dung dịch metinamin là dung dịch amin mạch hớ có môi trường bazơ làm cái tím hóa xanh. Đáp án B, metinamin amin này cũng tán tốt trong nước. Đáp án C, protein đơn giản chứa các gốc amino acid, đúng, alpha amino acid. Còn vậy đáp án D là đáp án sai, đó chính là đáp án cần chọn. Thầy hỏi thêm các em, vậy cái phân tử gliala và có bao nhiêu nguyên tử oxy? Câu 65. Thị phần 51,3 gam sắt calo với hiệu suất 80% thu được m gam fructose, giá trị của m là. Đáp án A 54, đáp án B 27, đáp án C 18, đáp án D 21. Các em đặt bút dạy câu này xem thử ra đáp án gì nhé. Sau đó các em đối chiếu với lời giải của thầy. Phương trình phản ứng thị phân sắt calo như sau: C12H22O11 cộng nước tạo ra C6H12O6 cộng với C6H12O6. 51,3 gam sắt calo, chúng ta đổi ra số mol, chia m lớn của sắt calo là 342, được 0,15 mol.
Từ số mol sắt cao dơ, chúng ta suy được số mol fructose tạo thành và từ đó chúng ta sẽ tính được khối lượng của fructose. Như sau, ta lấy số mol nó là 0,15 nhân với mol lớn nó là 180. Vì hiệu suất phản ứng là 80% cho nên chúng ta nhân với 80 chia 100 và bằng 21,6 gram. Ta chọn đáp án D. Và chúng ta qua câu 66. Cho M gam và ala tác dụng hết với dung dịch NaOH dư đun nóng, số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 0,2 mol, giá trị của M là đáp án A 14,6, đáp án B 29,2, đáp án C 26,4, đáp án D 18,8. Em thư giãn xem câu này ra đáp án gì. Và sau đây là lời giải của thầy. Khi cho và ala tác dụng với NaOH thì được là va Na cộng với ala Na cộng với nước, tỷ lệ mol là 2:1. Từ số mol NaOH là 0,2, chúng ta suy được số mol va ala là 0,1 và từ đó chúng ta suy ra giá trị M. Thì chúng ta lấy số mol của va ala là 0,1 nhân với M lớn nó. M lớn của nó được tính như sau: va M lớn là 117, ala M lớn là 89, trừ đi là 18. Do khi hình thành cái peptide này thì nó tạo ra một phân tử nước, nó sẽ mất đi là 18 và kết quả là bằng 18,8. Rồi đáp án câu này là đáp án D 18,8 gam. Chất X có nhiều trong cái nghĩa ở điều kiện thường, chất X là chất rắn kết tinh không màu không mùi có vị ngọt, thì phần X nhờ xúc tác axit hoặc enzyme thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học, và chất Z không làm mất màu dung dịch nước rôm. Chất X Y lần lượt là đáp án A tinh bột và glucose, đáp án B saccharose và fructose, đáp án C cellulose và saccharose, đáp án D là saccharose và glucose. Em chọn đáp án nào? Đáp án của câu này đó là đáp án D. 18. Phát biểu nào sau đây sai? A. Cho viên kẽm vào dung dịch đầu phương pháp thì có sợi đá ăn mòn điện hóa học. B. Quặng hematit có công thức là C3Fe3O4. C. Đốt sắt trong khí clo dư thu được sắt 2 clorua Fe2. D. Tính oxy hóa của ion bạc mạnh hơn tính oxy hóa của ion đồng. Câu này là một câu tổng hợp, câu liên quan đến nhiều bài. Với câu này em chọn đáp án nào? Thì đáp án câu này chúng ta dễ nhận thấy đó là đáp án C, là đáp án sai, phát biểu sai. Đốt sắt trong khi clo dư chúng ta thu được sắt 3 clo luôn. Như vậy đáp án C là đáp án sai. Câu 69. Cho hỗn hợp sắt 2 oxit, sắt 3 oxit tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thu được hỗn hợp 2 muối? Đáp án A axit nitric đặc nóng, đáp án B axit sulfuric đặc nóng, đáp án C axit sulfuric loãng, đáp án D axit nitric loãng. Các em chọn đáp án nào? Đáp án câu này đó là đáp án C. Vì sao? Sắt 2 oxit nó có tính khử. Ba đáp án ở A, B, C đây là các chất oxy hóa mạnh, cho nên sắt 2 oxit nó bị oxy hóa tạo ra muối sắt 3. Sắt 3 oxit nó là oxit bazơ, sắt có hóa trị 3. Cho nên khi tác dụng với các axit ở đáp án A, B, D thì nó cũng tạo ra muối sắt 3. Như vậy với đáp án A, B, D thì chúng ta chỉ thu được một muối là duy nhất, đó là muối sắt 3. Nhưng với đáp án C, axit sulfuric loãng
thì sắt 2 thu được muối sắt 2, sắt 3 oxit phản ứng tạo ra muối sắt 3, nhưng mà ta thu được 2 muối. Ta qua câu 70. Cho các tơ sau: tơ visco, capron, cellulose, acetate, olon, tơ tằm. Số tơ bán tổng hợp là: đáp án A 1, đáp án B 2, đáp án C 3, đáp án D 4. Các em chọn đáp án nào? Thầy chú thích câu này như sau: tơ tổng hợp là do con người tổng hợp nên, đó là tơ capron và tơ olon. Tơ nhân tạo, đó là tơ visco, cellulose, acetate. Tơ thiên nhiên có sẵn trong thiên nhiên, đó là tơ tằm. Như vậy câu này là chúng ta chọn đáp án B. Nung 8,4 gram sắt trong không khí một thời gian, thu được 10,20 gram hỗn hợp X, hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch axit nitric loãng dư, thì thấy có V lít khí NO thoát ra, sản phẩm khử duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là: đáp án A 1,68, đáp án B 2,24, đáp án C 1,12, đáp án D 4,48. Đây là một câu hơi khó một tí, các em thử đặt bút dạy xem thử đã ra đáp án gì, rồi các em đối chiếu với lời giải của thầy nha. Lời giải: để giải được bài này, cách đơn giản nhất đó là chúng ta giải theo phương pháp ba toàn Edstrom. Trong quá trình này, sắt từ sắt 0 bị oxy hóa lên sắt 3, nó thành nhường 3 Edstrom. Chất nhận Edstrom chính là oxy và nitơ cộng 5 trong axit nitric. 8,4 gam sắt chúng ta đo được 0,15 mol và suy ra số mol Edstrom sắt nhường là 0,45. Chất nhận Edstrom đây chính là oxy và nitơ cộng 5. Chúng ta dễ dàng tính được số mol nguyên tử oxy bằng cách chúng ta lấy 10,2 trừ đi 8,4 là ra khối lượng oxy, chia cho 16 ra số mol nguyên tử oxy, và từ đó chúng ta suy ra số mol Edstrom do oxy nhận là 0,225 mol. Suy ra số mol Edstrom mà axit nitric nhận là 0,225 mol. Từ đó chúng ta suy ra được số mol NO tạo thành là 0,075. Từ đó chúng ta suy ra V là bằng 0,075 nhân với 22,4 là bằng 1,68 lít. Ta chọn đáp án A. Người ta qua câu 72. Hỗn hợp X gồm 2 este có công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa bằng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol X, cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dịch, thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối. Khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Y là: đáp án A 11,6, đáp án B 17, đáp án C 14,4, đáp án D 13. Các em thử giải câu này xem thử ra đáp án gì. Câu này là một câu cũng hơi khó một tí, các em thư giải rồi đối chiếu với bài giải của thầy. Ta có số mol NH chia cho số mol X là bằng 0,35 chia cho 0,25 là bằng 1,4. Tỷ lệ này lớn hơn 1. Vì este đơn chức cho nên suy ra có một este của phenol. Vì sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối nên công thức của 2 este là HCOO C6H4CH3 và HCOO CH2C6H5. Ta gọi số mol của hai este này lần lượt là X và Y. Ta viết phương trình phản ứng. Từ số mol của hai este X và Y,
chúng ta sẽ có được số mol NaOH phản ứng là 2x và 2y. Ta có hệ phương trình x cộng y bằng 0,25, đó là số mol 2te. Và 2x cộng y bằng 0,35, đó là số mol NaOH phản ứng. Giải phương trình này ta được x là bằng 0,1 và y là bằng 0,15. Trong hai muối tạo thành thì muối có phân tử khối lớn hơn, đó là CH3, CH6H4ONa. Khối lượng muối này hay là ta lấy số mol nó là 0,1 nhân m lớn nó, các em sẽ tính được 130 và ta được kết quả là 13 gam. Ta chọn đáp án D. 73. Phát biểu cho các phát biểu sau. Phát biểu A, hỗn hợp bari và nhôm tỷ lệ mol tương là 2/3 tan hết trong dư. B, phát biểu B, dung dịch NaOH vào dung dịch canxi hydrocarbonat có xuất hiện kết tua. Phát biểu C, thạch cao nung có công thức CaS4 ngầm 2 phân tử nước. Phát biểu D, kim loại sắt tan được trong dung dịch sắt 3-chlorua. Phát biểu E, nhúng lá kem vào dung dịch axit xối loang có xảy ra ăn mòn hóa học. Số phát biểu đúng là đáp án A 3, đáp án B 4, đáp án C 5, đáp án D 2. Với câu này các em chọn đáp án nào? Đây là một câu đòi hỏi chúng ta phải suy luận. Phát biểu A là phát biểu đúng. Phát biểu B cũng là phát biểu đúng. Phát biểu C là phát biểu sai. Thạch cao nung có công thức là CaS4 gồm 1 phân tử nước. Phát biểu D là phát biểu đúng. Phát biểu E cũng là phát biểu đúng. Như vậy có 4 phát biểu đúng. Ta chọn đáp án B. 74. Dẫn 0,05 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí carbonic qua carbon nung đỏ thu được 0,09 mol hỗn hợp khí y gồm CO, hydro và CO2. Cho y đi qua ống đựng 15 gam hỗn hợp gồm sắt 2 oxit và đầu oxit dư nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là A 13,04, B 14,36, C 13,72, D 14,2. Các em thư giãn xem câu này ra đáp án gì, rồi các em đối chiếu với lời giải của thầy. Câu này hơi khó tí nhưng mà các em có thể theo dõi được. Lời giải của thầy như sau: hydro cho nước cho qua than nung đỏ ta được hydro và khí CO, CO2 qua than nung đỏ ta được CO, đây là 2CO, cân bằng 2CO, thay cách là CO cộng CO. Số mol tăng chính là số mol carbon phản ứng, hay đó chính là số mol CO tạo thành. Từ đó ta suy ra số mol carbon phản ứng và số mol CO tạo thành là ta lấy 0,9 trừ 0,5 bằng 0,04. Và từ đó chúng ta suy ra tổng số mol hydro và CO tạo thành cũng là 0,04 vừa vào hai phương trình trên. Khi từ đó chúng ta suy ra tổng số mol hydro CO trong hỗn hợp y là 0,04 cộng 0,04 bằng 0,08 mol. Khi cho hỗn hợp y đi qua là hỗn hợp oxit ta thu được m gam chất rắn. Quá trình này có thể hiểu đơn giản như sau, đó là hydro CO nó sẽ lấy oxy trong oxit tạo ra nước và CO2. Từ đó chúng ta suy ra khối lượng chất rắn sau đứng là chúng ta lấy khối lượng ban đầu là 15 gam trừ đi khối lượng oxy đã bị hydro và CO lấy đi, tức là 15
trừ y 0,08 nhân với 16 bằng 13,72 gram. Vậy đáp án câu này là đáp án D, chưa đáp án C. Ngoài cách giải trên, các em có thể giải theo phương pháp bảo toàn electron, chúng ta cũng được là đáp án C. Chúng ta qua câu 75. Thị phân hoàn toàn triglycerid X trong dung dịch NaOH thu được glycerol, natri citrat stearat và natri oleat, đốt cháy hoàn toàn m gam x cần vừa đủ 4,05 mol oxy, thu được nước và 2,85 mol CO2. Mặt khác, m gam x tác dụng tối đa với amon brom trong dung dịch, giá trị của A là đáp án A 0,15, đáp án B 0,08, đáp án C 0,05, đáp án D 0,1. Đây là một câu mà tương tự như trong đề thi tham khảo. Các em thử giải xem ra đáp án gì, rồi các em đối chiếu với lời giải của thầy nhé. Lời giải: công thức chung của chất béo X ở trên là C57HAO6. Khi đốt cháy chất béo X, chúng ta có phương trình C57HAO6 tạo cộng oxy tạo ra CO2 và nước. Ở đây chúng ta cân bằng là CO2. Tức là chúng ta chỉ cần cân bằng nguyên tố carbon. Từ số mol CO2 chúng ta suy được số mol chất béo X là 0,05 mol, ta lấy 2,85 nhân 1 chia 57 được 0,05. Áp dụng bảo toàn nguyên tố oxy, chúng ta có 0,05 nhân với 6 cộng với 4,05 nhân 2 bằng 2,85 nhân 2 cộng với số mol nước, và từ đó chúng ta suy ra số mol nước bằng 2,7 mol. Chúng ta có công thức sau: số mol X là bằng số mol nước trừ số mol CO2 trên 1 trừ K, với K đây là số lipid pi trong chất béo. Giải phương trình này, kèm thay số vào giải ta được K bằng 4. K bằng 4 tức là bằng 3 cộng 1. Trong đó chỉ có một liên kết pi thuộc các gốc carbon của axit có thể tham gia phản ứng cộng, còn 3 liên kết pi là nó có trong gốc COO. Và từ đó ta suy ra 1 mol X tác dụng với 1 mol brom, và số mol X là 0,05, thì suy ra số mol brom phản ứng là 0,05. Chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta qua câu 76. Cho các phát biểu sau: mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng. B. Saccharose có phản ứng đạm bạc. Phát biểu C. Tơ tằm bền trong môi trường axit và môi trường kiềm. D. Cao su lưu hóa có cấu trúc bằng gian. E. Dung dịch lysine làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Số phát biểu đúng là A 2, B 4, C 3, D 5. Thì phát biểu đúng ở đây là phát biểu A, phát biểu D, phát biểu E. Phát biểu sai là B và C. Giờ chúng ta chọn đáp án C. Chúng ta qua câu: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, cho vào 2 bình cầu mỗi bình 10ml etin format. Bước 2, thêm 10ml dung dịch H2S4 20% vào bình thứ nhất và 20ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai. Bước 3, lắc đều cả hai bình, lắc ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút. Sau đó để nguội. Cho các phát biểu sau. Phát biểu A, kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều đồng nhất. Phát biểu B, ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy là ngâm trong nước nóng. Phát biểu C, ở bước 3 trong bình thứ 2 có xảy ra phản ứng xà phòng hóa. D, sau bước 3
trong bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng các bạn. Số phát biểu đúng là A 2, B 4, C 3, D 1. Các em nghiên cứu câu này rồi chọn đáp án đối chiếu với đáp án của thầy. Câu này là đáp án C. Số phát biểu đúng ở đây là 3. Đó chính là phát biểu B, C, D. Phát biểu A là phát biểu sai. 3 câu còn lại là câu 78, 79, 80. Các bài tập này hơi khó một tí, hơi khó. Các em hãy nghiên cứu đề và lời giải của thầy ở dưới. Nếu đọc lời giải mà có thể hiểu thì các em hãy làm lại các câu này. Nếu không hiểu thì các em hãy bỏ qua. Đây đó là câu 78 và câu 9. Các em xem lời giải ở dưới. Đấy, câu này đáp án B. Cho em xem lời giải của bài này. Câu này là đáp án A. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy chúc tất cả các em học sinh lớp 12 sức khỏe dồi dào, thi đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Mỗi em hãy cố gắng hết khả năng của mình để thi đậu tốt nghiệp với điểm cao nhất và từ đó đậu được cái trường đại học mà các em mong muốn. Thầy thân ái chào tạm biệt các em.